Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị VIP nha. Đến nở vút ngọn luôn. Cây này đã vô dây nước một rồi. Cây này có mã số là 411. Hoành gốc. Hoành gốc ở đây là 85. Hoành gốc bên trên đây nha, chứ còn bên dưới này thì nó to hơn. Mình chỉ lấy cái phần gốc bên này. Phần trên đây, chỗ cái eo đây. Chứ còn ở dưới đây thì nó to hơn. Cái này cao từ mặt chậu là được 70. Lên đến đầu chính là 70 nha. Đang nằm cái chậu nuôi, chậu vuông. 75 lọt lòng. Thì cỡ này là cái cây này nó thoải mái luôn. Dư giả luôn. Cây này thì nó VIP nha. Đế trải nở đồ ok luôn, mót đầu luôn. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 4.500k bao ship. Cây này rất là tương lai. Đến nở vuốt ngọn. Này về mình cũng kiếm cái chậu 75 lọt lòng là ok nha. Đây nó đang nằm cái chậu 75 lọt lòng đây. Này. Này là thoải mái dư dả cho cái cây này nó sống luôn. $4.500 bao ship. Cẩm thị VIP nha nhầm. Này, rất là mót đầu luôn. Cây rất là già luôn nha. $4.500 bao ship. Cây khá là ok nha, rất là tương lai. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.